lấy 15.000 tốc thôi. Như này là phát chưa? Đấy à, đây chùm rồi. Bác Hương ơi, chào anh Long đang phát trực tiếp. Chùm mafia 17 Kim Phú ấy. Chuyên phong bạc. Tự nhiên bố mày đang phát trực tiếp cứ gọi. Tự nhiên muốn được yên thuận đi chưa? Giờ tao mượn cái. Anh bật cười nhỉ? Em gái đẻ quá vậy. Đồng đấy nhỉ? Đó. Dây để trâu nữa vào. Cái gì? Yếu là mà yếu. Đây nha, đây nha, hội lắp đây nha. Bán đây bạn nào xử lý cái. Đây, chưa bán đây. Không. Thế sẽ có yên mà. Đi đâu làm gì? Mày đi đâu? Nó đi về. Mẹ mày đòi ra bây giờ đòi về á? À? Từ từ á, tao phát trực tiếp á. Lao ơi kệ. Taxi đi phải chờ đủ người mới đi được chứ. Mẹ mày vừa ra rồi. Thôi lắp với thầy. Lại tháo dây rồi à? Ui giời ơi. Thông cái gì em vừa mới ra đây. Cái áo kia gọi là áo gì? Áo áo mũ là áo gì? Kiểm soát à? Bà Hương ơi, bà Hương. Bà Hương. Chào bà Hương. Ui dồi, như kiểu đi đánh bạc cái đồng này. Xong rồi á? À? Tí thế à? Các anh em nhá. Ui dồi, đã được trăm người xem rồi. Nhanh thế nhỉ? Đang vào cưỡng chế đất nhá. Mỹ Lâm. Đất người ta có sổ đây vào cưỡng chế bất hợp lý. Uống đi, mình có bác không mà lo. Đây, đã uống mà tí mà lăn chị này xinh đấy nhỉ. Ấy à, đồng chí Thao trên đi ủng ấy. Quần áo ngành đâu gậy rùi cui đâu rồi. Kìa. Ông lọ đi trung thu có cái rùi cui mà. Ôi. À, đang cưỡng chế đất cô ạ. Đất người ta có sổ đây và cưỡng chế. Ở trên đồi cọ em. Tí xin riêng anh Vinh ạ. Anh thấy có lét không? Nét căng ấy.